hợp tác xã Hoa và Cây cảnh Thăng Long, nơi tập hợp những tác phẩm đẹp, nơi kết nối đam mê. Nhìn lướt qua thì ta thấy là khu vườn rất là rộng và cách bày trí thì liên tục thay đổi, rất là sáng tạo, luôn luôn đem lại cho khách đến tham quan một làn gió mới. Thì bây giờ thì xin mời quý vị các bạn xem kỹ một số cây. Bác Ngọc cũng là thành viên của hợp tác xã sẽ chia sẻ và báo giá. Chào anh em nha. Cây đầu tiên giới thiệu là một cây xanh, xanh y đá. Cây này đo một mặt của cái thân bệ của nó là 130 chiều dài. 130 chiều cao từ bệ lên là 150, 1m50. Tàn bay của nó là 2m4. Cái xanh này có ưu điểm thì nó rất là già rồi, bám đá rất là lâu năm. Quý vị các bạn xem gần để cảm nhận nhé. Cái xanh này được ký ở trên bể đá da voi này, da khô như này. Một cái xanh, một gốc hai thân, được chia làm hai thân nhé. Và lên đến trên thì nó tỏa bóng và tán nó phân đều. Bóng của nó này, bộ tán được làm rất là mịn nhé, rất là đẹp này. Cái này có giá 65 triệu. Vâng. Cái xanh này là 65 triệu quý vị các bạn nhé. Tất cả các cây của hợp tác xã thì đều bao gồm cả phí ship, nên quý vị các bạn cứ yên tâm. Với những cây kích thước lớn như này thì không phải lo nghĩ gì tới chuyện vận chuyển nhé. Một cây xanh hàng cầu, già khô, bông rằm dày nhé. Ký đá lâu năm, giá là 65 triệu. 2 bên thì có hai cây xanh thác đổ. Đấy, quý vị xem từng cây nhé. Một bộ đôi. Vành gốc là 65. Tán cao từ bay. Tán đổ là 1m90. Tán đổ 1m90 nhé, tính từ trên đỉnh ngọn xuống. Cây thì cũng là cây mịn rồi, cũng là tương đối già nhé, để y mọc. Cây này xanh Nam Điền ấy. Xanh Nam Điền, nó với anh em là xanh Nam Điền nhé. Cây này có giá bằng 28 triệu. 28 triệu cây xanh Nam Điền, giá các thác đổ này nhé. Quý vị các bạn xem thêm một cây nữa trong bộ đôi nhé. Cây thứ hai trong bộ đôi. Hai cây kiểu dáng nó giống nhau. Bằng 60. Bằng bay là 1m75. Tán đổ 1m75. Cây này báo giá là 27 triệu. 27 triệu cây này nhé. Đôi là 55 triệu. Thì khách có nhu cầu thì mua cả đôi thì bằng giá 55 triệu. Xanh Nam Điền 55 triệu một đôi. Vườn cây của hợp tác xã trong một ngày nắng ấm, lượng khách đến tham quan xem cây cũng rất là nhiều. Từ những cây truyền thống của miền Bắc
những cây của miền Nam và cả những cây nhập ngoại, hàng đẹp của nhập ngoại cũng rất nhiều nhé. Quý vị các bạn đã xem thêm đôi thông đen của Nhật, những cây thông đen rất là tuyệt vời như này. Thông đen, cây này vành gốc của nó là 50 chậu Nhật, chiều cao là bằng 60. Cây này thì quá là già rồi và được làm theo đúng phong cách của người Nhật luôn, phong cách quốc tế, làm rất là tự nhiên, tán tổng tán tự nhiên nhé. Có những cái cành rơi, các bạn xem nhé, nó rơi như thế này. Đó. Xem nhé, rơi rất là đặc biệt như này. Đó, nhìn nhé, này, nó rơi như này. Cái này báo giá là 35 triệu anh em nhá. Vậy. Các xem nhé, nó sang này, nó rơi như này. Đó. Khác hẳn với cách là làm cành rơi của người Việt. Mỗi cái phong cách thì nó có cái đẹp riêng. Rồi nhé, không uốn lượn nhiều nhé, nhưng mà nhìn cũng khá là mềm mại và đẹp mắt. Cây được làm rất là côn, 35 triệu cây này nhé. Một cây thông đen Nhật Bản đẳng cấp quốc tế, giá tiền chỉ bằng một cây xanh phôi bình thường nhé. 35 triệu bây giờ và các bác mua xanh phôi chỉ được cây bình thường thôi, không được cây đẹp đâu. Cây thông đen tiếp theo này, cây này vành gốc của nó là bằng 17. Chiều cao bằng 55, tàn 62. Cây này báo giá 28 triệu. 28 triệu cây thông đen này nhé. Và cái chậu này là cũng là chậu Nhật nhé. Và cây này có cái đặc biệt là cái vỏ của nó, thì các bạn xem nhé, à, như thế này. Có lẽ đối với nhiều người thì chưa nhìn thấy cây thông đen nào như thế này. Rất là lâu năm rồi, cái vỏ nó mới sần sùi, nó méo mó, còn cái chỗ nó bệnh ra như thế này. Một cây rất là đặc biệt nhé, cực kỳ đặc biệt luôn. Và quan trọng thì nó rất là đẹp, kể cả về những cái chi tiết đường truyền của chi cành và tổng tán của nó khá là đẹp mắt. Đấy, quý vị các bạn xem về chiều khác của cây thông đen này nhé. Chiều này thì nó hơi ngược sáng. Giới thiệu với quý vị các bạn một cây xanh, xanh ôm đá, hàng siêu khủng. Cây này có lẽ là ôm đá rất là lâu năm rồi, nó ôm trọn cả cái khối đá. Chiều dài của gốc của nó là 1m65, chiều cao là 2m2. Tàn 3 mét, tàn bay 3 mét. Thì các bạn xem gần nhé, để ôm đá chặt như này. Quý các bạn xem được chỉ có thân này, rất là mềm mại nhé. Của nó vừa tròn 1 mét đấy, vành gốc gần với đá là 1 mét. Cây này giá 250 triệu. 250 triệu cây xanh hàng cẩu này nhá. Vừa rồi thì hợp tác xã cũng giao dịch được một số cây kích thước lớn. Một số cây đó thì được chuyển đi miền Nam. Mỗi nơi thì có một cái phong cách chơi cây riêng. Người miền Nam thì
chơi thiên về bộ tán, bộ tán chia đều tự nhiên. Cả một hòn đá nguyên khối nhé, hòn đá lựa chọn để ký cây xanh này cũng khá là đẹp, phần rễ rất là khỏe, bếp như này. Đấy, quý vị các bạn có sân vườn rộng mà kê cây này vào thì rất là tuyệt vời. Sở thích thì của mỗi vùng miền, mỗi người thì có khác nhau. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy yêu thích những tác phẩm như này, yêu thích phong cách làm cây như này, thì nhanh chóng liên hệ với hợp tác xã theo số điện thoại ở đầu video để giao lưu nhé. Đấy, quý vị các bạn so sánh bác Ngọc với cây xanh này nhé. Bác Ngọc ngồi dưới gốc cây này, bác Ngọc trông thì cũng rất là to đô nhưng mà ngồi tán cây thì lại rất là nhỏ bé. Một hòn đá lớn như này. Đấy, quý vị các bạn thể vừa chơi cây, vừa kê ở dưới một bàn trà, vừa thưởng thức trà, vừa ngắm cây thì rất là tuyệt vời. Những cây cảnh đẹp tại vườn cây của hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long trong một ngày đẹp trời nắng ấm đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.